Ban chấp hành Trung ương Đảng chấp nhận cho ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ. Hôm nay, theo hãng tin Dow Jones Newswire, trích dẫn một nguồn tin thông thạo về diễn tiến hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết hội nghị đã đồng ý để cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nắm quyền thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Ban chấp hành Trung ương cũng đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng, hiện là Chủ tịch Quốc hội, lên thay thế ông Nông Đức Mạnh làm tân Tổng Bí thư Đảng, chức vụ mà trên nguyên tắc là nhân vật lãnh đạo số 1 của chế độ Hà Nội. Về phần ông Trương Tấn Sang thì được đề nghị giữ chức Chủ tịch nước, một chức vụ không có thực quyền cho tới nay do ông Nguyễn Minh Triết nắm giữ. Tuy nhiên, hiện chưa có những nguồn tin nào khác xác nhận thông tin nói trên, trong lúc tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều lời đồn đoán khác nhau chung quanh các vụ đấu đá tranh giành quyền lực sau hậu trường, cũng không loại trừ khả năng là cuộc đấu đá sẽ tiếp diễn sau hội nghị này. Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã khai mạc từ ngày 13 tháng 12 và kéo dài đến ngày 20 tháng 12, chủ yếu bàn về phương án nhân sự lãnh đạo nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 11 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm tới. Đề nghị về chức vụ Tổng Bí thư Đảng còn phải chờ được thông qua tại Đại hội Đảng, còn hai chức vụ Thủ tướng và Chủ tịch nước thì trên nguyên tắc do Quốc hội khóa mới phê chuẩn trong kỳ họp tháng 5 tới.